Đây các bác nhá, X-Line V20 bên em này vừa hoàn thiện cho bác chủ Accent, bộ cuối cùng bên em luôn. Sản phẩm này về độ hot thì không phải nghĩ, thời gian này thì đang hết hàng rồi các bác nhá. Bóng nguyên bản halogen, lên zin cho Accent luôn, bắt zin có bát các bác nhá. Hai chế độ pha cốt bảo hành 3 năm. Các bác Accent thì lên cân nhắc đến bi, giải pháp thay bi LED, thay bóng LED hay là thay xê lông thì bây giờ cũng là công nghệ cũ rồi. Bóng LED thì nó không hiệu quả nữa, vì là nó không đúng với cái bi cầu. Đấy, hai chế độ pha cốt rất sáng luôn. Đúng không ạ? Đá pha không có độ nhạy, không có độ trễ luôn. Sản phẩm bảo hành 3 năm, công suất con này đang là 60-70 các anh nhá. Nhiệt màu của cặp này là 5.000, ánh sáng vàng đậm, tâm pha rất chi là đậm luôn. Các bác đi Accent quan tâm đến pháp tăng sáng thì hãy để lại thông tin nhá. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ các bác. Xin chào và hẹn các bác như video lần sau.